Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em quay giới thiệu cho anh chị em tham khảo một cái mảnh đất có diện tích là 2 ha nhé. 2 ha, nhà cửa điện đóm đầy đủ. Đường bê tông đi vào tận nơi. Cái mảnh đất này thì có nguồn thu cũng khá là cao. Một năm bác chủ nhà trung bình thu nhập là 7 tấn cà phê và 3 tấn tiêu. Trong đó là bác chủ nhà đã trồng xen thêm 100 cây sầu riêng. Năm 2 và năm 3 trồng hoàn toàn là sầu Thái. Và trong đó là đã có 100 cây mít được thu hoạch. Một căn nhà cấp 4 rộng rãi, một phòng khách, 3 phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh riêng biệt, một cái kho. Trên đất mình đã có một cái giếng khoan, 2 hồ nước. Một hồ nước là để nuôi cá, một hồ nước để tưới nhé. Và bên cạnh cái miếng đất của mình là có một con suối nước chảy quanh năm ngày tháng. Địa thế đất của mình là triền đẹp, hướng Tây khuất gió hoàn toàn. Rất là phù hợp cho anh chị em là trồng cây như cà phê, tiêu và một số cây ăn trái. Một căn nhà cấp 4 này thì rộng khoảng tầm cỡ trên 100m2. Đường bê tông thì đi vào tận nơi, quanh dân cư ở rất là đông đúc. Thì từ cái mảnh đất của mình thì cách trung tâm trường chợ thì rơi vào khoảng tầm gần 2 km. Cách con đường quốc lộ 14 thì khoảng tầm cỡ 6 km các bác nhé. Đất đỏ ba gian màu mỡ, rất đẹp. Và cái địa chỉ đất của mình đây là nằm trên địa bàn xã Nhân Đạo, huyện Đắk Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 2,8 tỷ. Anh chị em nào mà quan tâm cái mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0929 780 789 hoặc kết bạn em Zalo số điện thoại 0969 780 789 để em dẫn các bác vào xem cái mảnh đất này nhé. Mảnh đất này thì hai sổ sách rõ ràng. Anh chị em nào quan tâm thì kết bạn Zalo em gửi hình sổ cho anh chị em tham khảo. Địa thế đất triền đẹp, khuất gió, nguồn thu khá là ổn định. Và anh chị em nào mà quan tâm muốn mua cái mảnh đất rộng hơn thì phía bên cạnh của cái mảnh đất mình giáp ranh với đường bê tông có tổng diện tích là 2 hecta. Bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 1,1 tỷ trên 1 hecta nhé. Và bây giờ là em sẽ quay phía trên cao cho anh chị em tham khảo. Địa thế của cái mảnh đất mình cũng triển khá là đẹp, quay hướng chính tây, khuất gió hoàn toàn. Đường bê tông thì đi vào tận nơi. Cách trung tâm trường chợ là 2 km. Anh chị em nào mà muốn mua mở rộng diện tích thì phía bên trên là có 2 hecta là cao su. Và phía bên dưới là có ít điều. Thì cái mảnh đất này thì cũng có một cái hồ nhé. Có một cái hồ nước. Rất là thuận tiện luôn. Bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 1,1 tỷ trên 1 hecta. Và đây là cái đường ranh giới của cái mảnh đất em đang quay nhé. Đang quay cái nô nhà nhé. Nô này có tổng diện tích là 2 hecta. Các chủ nhà đang rao bán với giá là 2,8 tỷ. Dân cư xung quanh ở rất là đông luôn. Từ trường chợ, từ đường quốc lộ 14 đi vào tới cái mảnh đất của mình là đi hoàn toàn là đường bằng, đi vào tận nơi. Và đây là cái đường ranh giới của cái mảnh đất 2 hecta nhé. 1,1 tỷ trên 1 hecta. Thì cái mảnh 2 hecta này á, là đã có 100m mà đường bê tông. Phía bên dưới là có một cái hồ nước. Có khoảng tầm vài sào điều và còn lại là cao su. Anh chị em nào mà muốn mua diện tích lớn hơn thì mua thêm cái mảnh này. Liền ranh giới của cái mảnh đất mình khá là đẹp. Và em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây nằm trên địa bàn xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông các bác nhé. Có tổng diện tích là 2,2 hecta, có 2 hồ nước. Đó, một cái hồ nước lớn này bác chủ nhà để tưới này. Bên giữa vườn của mình là có một cái hồ nước nhỏ nữa. Một hồ để nuôi cá, một hồ để tưới. Một căn nhà cấp 4.
một phòng khách, ba phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh riêng biệt. Nguồn thu là 7 tấn cà phê trên một năm và 3 tấn tiêu trên một năm. Trong đó là đã trồng được 100 cây sầu riêng trồng xen trong vườn và 100 cây mít Thái được thu hoạch. Đường đi thuận tiện, đường bê tông 3 mét đi vào tận nơi, tận cái mảnh vườn của mình luôn. Rất thuận tiện, giá bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 2 tỷ 8 các bác nhé. 2 tỷ 8 còn thương đường nhẹ. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình. Dân cư ở rất là đông đúc. Cách trung tâm trường chợ là 2 km. Điện đóm đầy đủ, nước tưới thoải mái, khuất gió. Rồi, anh chị em nào quan tâm cái mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Và anh chị xem xong thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Sau đó nhấn hình quả chuông để tiện theo dõi những video sau nhé.